Tên là Yasui, năm nay mình 25 tuổi. Mình ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Trước đây mình đã từng học tại trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang. Bây giờ mình đăng ký hợp đồng quản lý nhà văn hóa tại xã Tà Hà Hine. Rất là ấn tượng. Em hát sát về gì? Dạ, đầu tiên em sẽ gửi bài hát I'm Yours. Dạ. Xin mời. Open up your madness in like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, baby, sing with me. We just one big family. It's your God for second right to be love, 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 love. So no more, no more. It cannot wait. I'm yours. There's no need to complicate. Our time is sure. This is your fate. I'm yours. But do you want to come to school? Turn over, close the door. And I will enable your ear. Thật ra thì khi mà nhìn em á thì chưa tưởng tượng được là em sẽ hát một cách dễ thương như vậy, say sưa. Mọi người có thể nghe em hát nguyên bài mà không cảm thấy chán. Đương nhiên là chị đồng ý cho anh đi vào rồi. Anh thì anh có thiện cảm với em, nhưng mà anh nghĩ anh không biết em sẽ được đi được tới đâu đâu. Tại vì thật ra cái cuộc thi này nó đòi hỏi nhiều thứ á, nó đòi hỏi cái khả năng trình diễn rất là nhiều. Anh nghĩ thì nó chưa phù hợp với cuộc thi này thôi, cho nên anh sẽ không chọn em. Em nghĩ là bạn ấy có thể hát tiếng Anh được như vậy thì em nghĩ là anh cũng chứng kiến rất là nhiều trường hợp cũng như thế, cũng ôm đàn guitar hát rất là cảm tình, xong cuối cùng chỉ được một bài và chỉ được một thể loại, xong rồi vào đến trong khi mà yêu cầu những cái thứ khác thì các bạn lại không làm được. Khi vào cuộc thi thì chắc chắn nó sẽ cuốn bạn đi. Bạn muốn đáp ứng được với cuộc thi, bạn phải thay đổi. Mất cái sự hồn nhiên, nhất là em là một người dân tộc mà anh thấy rất là hồn nhiên, rất là đáng quý, rất là... Nếu anh thấy vậy thì anh cứ cho bạn ấy vào để thử đi xem như thế nào. Có gì đâu mà anh phải suy nghĩ. Chính vì anh quý cái sự hồn nhiên của bạn đấy mà anh đắn đo trong... Anh xin lỗi, em cứ đi ra ngoài, anh sẽ quyết định sau. Sao rồi bạn? Dạ. Bạn làm gì trong đó mà lâu, Nguyễn Khánh thật sự rất lâu, đợi ngoài này sốt cả ruột luôn. Và cuối cùng là bạn đã được đi tiếp hay không? Dạ, và không. Trên tay bạn không có vé vàng thì là chắc không. Là không. Nhưng mà ban giám khảo có bao nhiêu người đồng ý cho bạn vào? Dạ, ca sĩ Nguyễn Tâm ạ. Còn anh Quang Dũng? Quang Dũng không, anh Quốc Trung. Quý thì phải chọn. Chọn cho riêng mình chứ không phải chọn cho cuộc thi. Phải chọn. Đấy là của tôi. Em quyết định. Có vẻ như giám khảo Quốc Trung vẫn kiên quyết với ý kiến của mình. Đây quả là một kết quả rất đáng tiếc cho Yasui. Vậy là vòng thử giọng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã kết thúc. Những thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc đều đã được tìm thấy. Có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng dường như vẫn còn điều gì đó chưa hoàn chỉnh. Vẫn còn điều gì đó khiến cho bộ ba quyền lực cảm thấy tiếc nuối. Và một trong ba vị giám khảo đã khởi hành một chuyến đi. Tà Hìn, Đức Trọng, Lâm Đồng. Cô cho hỏi cái đường này là đường đi vào Tà Hìn. Dạ, đường đấy. Đi vô Tà Hìn đó chú ạ. À, dạ. Bao nhiêu? Dạ, đây vô đó phải 20 cây nữa chú. 20 cây nữa, dạ. Dạ. Đường này là đi vào Tà Hìn đúng không? Vâng ạ, vâng ạ. Đây thôn Phú Cao. Qua bên này xong tại bên kia. Ok. Có, trên đó có thôn Văn Hóa trên này nè. Ở đây không phải xã Phú Cao tiếp ngoài kia anh ạ.
Đi quá rồi. Chó có cắn không nhỉ? À, thì ra giám khảo Quốc Chung muốn tìm đến tận nhà của thí sinh Gia Suy. Nhưng anh ấy đến đây với mục đích gì? Thế Gia Suy đi không có nhà? Dạ, anh đi lên trên huyện Nguyên Hát. À, thế à? Sao hôm nọ về buồn lắm không? Hả? Dạ lúc đầu hơi buồn anh. Hơi buồn à? Trông mặt thấy buồn quá. Thực ra thì lúc đầu em cũng thấy cũng buồn, cũng buồn, mà lúc sau em cũng nghĩ lại. Em nghĩ là sao? Quan trọng nhất là tình yêu âm nhạc của mình như thế nào thôi, chứ còn bắt giám khảo họ có nhận xét như thế nào thì cũng không sao cả. À đúng rồi, đúng rồi đấy. À, thực ra ấy, trong mỗi cuộc thi ấy, thì trên cuộc thi nào nó cũng có tiêu chí. Mà tiêu chí đấy phụ thuộc vào giám khảo. Giám khảo đấy người ta có thể đúng có thể sai không, cái đấy không quan trọng, cái điều quan trọng nhất là những cái gì ở em thích em thấy đúng, em thấy yêu thích thì em cứ làm, mình phải giữ cái chất của mình. Tuy nhiên thì anh thấy là hôm nọ thì ba ông giám khảo đấy thì cũng có phần sai. Hôm nay anh lên đây để sửa sai rồi em. Ok, nhớ những lời anh nói. Ông giám khảo mà hay là một cuộc thi nào không có giá trị bằng cái trái tim yêu âm nhạc của anh. Yeah, nhớ nhé. Nhận được tấm vé vàng, đây là một cái cơ hội lớn đối với mình. Mình nghĩ đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Khi mà nếu mà được lọt vào vòng tiếp theo mà được sự trợ giúp của các ca sĩ, mình sẽ cố gắng hơn nhiều để mà xứng đáng với những sự mong đợi của ban giám khảo ạ.